Sáng nay theo giờ Việt Nam, tại thành phố Minneapolis thuộc bang Minnesota của Mỹ đã xảy ra vụ nổ súng làm 3 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương. Theo giới chức địa phương, trong số những người thiệt mạng có một cảnh sát và nghi phạm. Vụ việc xảy ra khi cảnh sát được gọi đến để ứng phó với một vụ nổ súng trên đại lộ Blaisdell. Sau cuộc đấu súng với nghi phạm, hai cảnh sát đã bị trúng đạn và được đưa vào bệnh viện gần nhất, nhưng một người đã không qua khỏi. Nghi phạm cũng bị thương nặng và tử vong sau đó. Vụ xả súng cũng làm 3 người khác bị thương, trong đó có một lính cứu hỏa. Trên mạng xã hội X, Thống đốc bang Minnesota Tim Walz khẳng định chính quyền bang sẵn sàng cung cấp mọi nguồn lực cần thiết để đảm bảo an toàn cho cộng đồng.